Chào các bạn. Hôm nay mình nói về hoa súng. Các bạn thấy đây là vườn súng của nhà mình. Mà chưa trời còn sớm quá, thành chi mới nở có mấy bông thôi. Đó, mới nở có mấy bông này à. Đây. Và màu này nữa. Mà các bạn biết không, tuy ra cái súng như vậy mà phân biệt á, là hai thứ lá, một thứ là lá không có răng cưa, một thứ thì có răng cưa. Thứ có răng cưa thì nó lấy giống như cây này thì lấy giống từ cái nụ hoa, từ cái đai lấy hột đó rồi ươm. Lấy giống thì hơi khó, nhưng mà hoa là nở quanh năm, không có khi nào nghỉ hết, mà mọc nó rất sạch sẽ, chỉ một cái một thôi, không có lùm xùm. Hoa tím thái này cũng vậy, cũng là lá răng cưa, mọc thì chỉ một cây thôi, không có lùm xùm, mà con á, lấy con thì từ trên trên lá, có cái chấm trên lá, đó. Đây các bạn. Các bạn muốn trồng hoa súng để ngắm thì các bạn theo mình thì nên trồng cái súng màu tím này, là vì nó có hoa rất là nhiều quanh năm rồi mà dễ lấy giống nữa, vì con nó mọc trên lá thôi, rồi mình lấy mình cắm xuống là nó lên thôi mà sạch nữa. Còn màu vàng ba màu, màu trắng, rất nhiều màu thì nó lại lá láng, lá không có răng cưa, không có răng cưa. Đây cây ba màu nó không có răng cưa thì cái cây đó nó mọc ăn cụ, cái con là từ cụ thì dễ, từ cụ mình dân giống là dễ lắm, chỉ cắt ra trồng giống với cái môn rồi thôi. Nhưng mà hằng mọc lâm xâm lắm, nhiều khi thấy cũng mệt mỏi á. Một cây mà mọc ra một chậu làm bức đầy á, mất công lên ấp. Còn như màu tím này, vậy là màu tím Huế này, vậy là màu tím bông bèo á, thì là một cây một á. Có màu đỏ nữa, màu đỏ một cây một á. Là đặc biệt là loài lá răng cưa là một cây một á, chẳng có một bụi. Mà lá láng á, là một bụi. Nếu mà các bạn muốn ngắm hoa súng á, mà nhiều hoa nhất á, là màu tím Huế và màu tím bông bèo, là hai cái màu đó là nhiều hoa nhất. Còn mấy cái màu khác á, thì hoa cũng nở quanh năm nhưng mà lưa thưa, chứ không đều đặn giống như là hai cái màu tím Huế và màu tím bèo. Là điều lắm, cứ hoa này tàn là hoa kia lên sẵn sàng như vậy á. Thành sáng đi mình chia sẻ các bạn nữa, nếu mà các bạn muốn ngắm hoa nhiều là nên trồng cây màu tím Huế, lá răng cưa gọn gàng sạch sẽ, không lùm xùm trong cái hồ vậy. Và hoa quanh năm, màu tím bông bèo cũng vậy và màu tím Huế cũng vậy. Đây mình cho các bạn coi cái vườn của mình ha, mình thích lắm á, nhưng mà qua nhiều năm mình trồng rồi mãi được như vậy để các bạn nè, chứ cũng phải vì mình cũng chuyên nghiệp, thành mình trồng lâu lắm mới được như vậy. Thì mình nghĩ mình thích là mình làm được thôi, đây là niềm vui của mình đây. Mình muốn trồng được nhiều và đẹp để ngắm. Thì nếu các bạn thích thì theo dõi những video tiếp theo của mình, đăng ký kênh để thấy mình chia sẻ về chăm sóc hoa súng, hoa sen. Vì sao mà các bạn trồng hoa súng và hoa sen cứ một năm lần chết à? Đó. Tại sao? Là mình sẽ chỉ cho các bạn. Vì qua nhiều năm kinh nghiệm là mình trồng là nhiều năm mình trồng là mình kinh nghiệm thôi, cho mình không phải là người chuyên nghiệp, nhưng mình làm được thì mình nghĩ các bạn sẽ làm được.
Mình có cái vườn đi để ngắm thì mình cũng muốn các bạn, nếu các bạn thích thì mình sẵn sàng chia sẻ để các bạn cũng có một cái vườn như mình để ngắm hoa súng và hoa sen thì không bận biểu các bạn nữa, rất là dễ luôn á. Đi chơi cũng lo cây chết lá, cây chết đó chết, quên tưới nước cũng lo, rất là dễ. Đó. Hình như mình, ôi, mình thích lắm thì mình phải làm được thôi. Đó. Thì chào các bạn ha, nếu các bạn thích thì cũng trông giống như mình vậy để ngắm cho vui. Đây là niềm vui của mình đây. Chứ ở Việt Nam thì buổi sáng ra chị hai, chị ba, chị bảy ăn bún, ăn bánh, ăn hủ tiếu phở, nói chuyện vui. Chứ mình ở nơi đây thì có cái vườn là niềm vui của mình. Mình thấy mình đi là hạnh phúc rồi. Lớn tuổi mà được sáng ra tưới cây là tập thể dục đó. Rồi ngắm hoa là món ăn tinh thần của mình. Đứng dưới ánh mặt trời là một bài thuốc của sức khỏe. Thôi thì mình chào các bạn, chúc các bạn một ngày an lành. Và được, nếu thích thì có những vương